Rồi, ok. Mọi người mở cam lên nha. Các bạn mở cam lên, mở hết camera của mình lên nha. Ok, good job, rất tốt. Ok, good job Thành Đức nè. Tất cả các bạn, rất tốt. Rồi, ok. Rồi, vậy thì hôm nay các bạn, cô rất là vui ha. Cô được cùng các bạn trải nghiệm môn học thử buổi học ngày hôm nay. Và cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao mình tạo được một cái tài khoản, đồng thời là làm sao để mình có thể hiểu được cái cách mình lập trình như thế nào, làm sao cho nó chạy được một cái chương trình ha. Và cô sẽ cho các bạn xem một cái đoạn code mẫu, một cái đoạn lập trình mẫu, và các bạn hãy hướng dẫn, các bạn sẽ quan sát các bạn, sau đó các bạn hãy làm theo những cái đoạn lập trình mẫu đó của cô ha. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn hãy giúp cô tương tác một cái việc ha, là bạn nào đang ở tỉnh thành phố nào thì bạn hãy comment vào, các bạn nhắn vào trong cái bình chat giúp cô. Cô ví dụ ha, bạn nào ở Long An thì các bạn nhắn là Long An, bạn nào ở Đắk Nông thì các bạn nhắn là Đắk Nông, bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nhắn là thành phố Hồ Chí Minh vào trong đó giúp cô nha. Rồi, ok, thank you Mỹ Kim, good job, đúng rồi. Nào ở đâu các bạn nhắn vào trong đó chính xác. Yến Nhi, Mỹ Tú, wow, good, đúng rồi, 5 phút. Và hầu như là tất cả các bạn hiện tại chiếm đa số là ở Long An đúng không nào? Wow. À, cô đã thấy có một bạn ở Đắk Nông rồi nè, Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi ở Đắk Nông, Quỳnh Trâm ở Đắk Nông nè. Và bạn nào ở Đắk Nông đúng không nào? À, hiện tại có rất là nhiều bạn ở Long An và một số bạn ở Đắk Nông ha. À, còn bạn nào ở các tỉnh thành khác không? Rồi, good. Long An đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ trước khi mình bắt đầu vào cái phần xem coi là những cái lập trình của mình như thế nào á, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ nói sơ qua về cuộc thi của mình cũng như là về thể lệ cuộc thi để các bạn nắm được kiến thức ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hãy quan sát màn hình của cô ha. Rồi, rồi ở đây thì cô sẽ có hai cái phần trang thông tin để mà mình có thể tham khảo, mình có thể đọc về cái chương trình lập trình cùng có cái tình với tỉnh Long An và tỉnh Đắk Nông. Đây đây là tỉnh Long An nè, đây là về tỉnh Đắk Nông rồi các bạn. Đó, cô sẽ có hai cái trang web này ha. Ừ, vậy thì bây giờ làm sao để mình có thể vào được hai cái đường link này thì cô sẽ gửi cho các bạn ở trong phần chat ha. Các bạn có thể tham khảo những cái cuộc thi ở trong đó. Ví dụ như đây là dành cho các bạn học sinh ở Long An. Bạn vào được link này và các bạn học sinh ở Đắk Nông. Các bạn sẽ vào cái đường link này. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn ha. Rồi, khi mà các bạn bấm vào cái đường link này, các bạn sẽ nhìn thấy được những gì đây. Rồi, các bạn kéo xuống, các bạn sẽ thấy ha, mình đang ở trong cái giai đoạn đây. Bạn nhỏ đang chạy nè. Đó, mình đang ở trong cái giai đoạn là các bạn đã đến bài đợt số 4 và mình sẽ bắt đầu thi ở đợt số 4 rồi các bạn. Ừ, vậy thì đợt số 4 của mình sẽ bắt đầu nhận bài từ ngày 16 tháng 12, tức là mình sẽ còn một tuần nữa để mình có thể chuẩn bị cái bài dự thi của mình. Cho nên các bạn cố gắng ha, mình còn một tuần nữa để mình ở nhà mình tự lập trình ra những cái bài thi của mình nha. Rồi, cho tới ngày 31 tháng 12 là mình sẽ ngưng nhận những cái bài dự thi của cái đợt 4. Sau khi mà ban giám khảo tuyển chọn cả 4 đợt sẽ chọn ra những cái sản phẩm nào mà hấp dẫn nhất, hay nhất, những cái dự án tốt nhất ha, sẽ đưa vào vòng chung kết. Và sau khi vòng chung kết diễn ra thì sẽ có phần công bố giải thưởng. Rồi, vậy thì để mà mình xem được coi là mình biết được là cái cuộc thi của mình về cái chủ đề gì thì mình sẽ kéo xuống mình đọc tiếp ha các bạn. Mình sẽ có ở đây có chủ đề là Long An quê hương em. Bạn nào ở Đắk Nông thì các bạn sẽ có cái chủ đề đó là Đắk Nông tìm kiếm tài năng công nghệ. Đó, mỗi bạn sẽ có những cái, mỗi thành tỉnh thành sẽ có những cái chủ đề khác nhau ha. Thì đối với Đắk Nông thì các bạn có thể tự mình thỏa thích sáng tạo ra bất cứ một cái chương trình gì, một cái dự án gì, một cái game hoặc là một cái trò chơi chẳng hạn ha, một cái câu đố chẳng hạn, liên quan đến cái chủ đề là có liên quan đến những cái công nghệ về marketing, những câu lập trình marketing. Còn đối với những bạn ở Long An thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn làm sao với chủ đề Long An quê hương em, tức là các bạn làm sao tạo ra được một cái dự án các bạn có thể giới thiệu Long An cho tất cả mọi người, các bạn làm sao để các bạn có thể
là một cái game, mà cái game đó có thể kể về con người, những cái người dân ở Long An như thế nào, hay là các bạn học sinh ở Long An như thế nào, hoặc là mình sẽ làm về một cái game nói về cái game sẽ có những cái câu đố và các bạn người chơi hãy tìm hiểu những cái thông tin cũng như là giải đáp cái câu đó đố đó, tức là người ta đã đang tìm hiểu về quê hương của các bạn rồi đó ha. Rồi vậy thì với cái chủ đề này thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái cách để mà mình có thể tạo ra được một cái dự án. Vậy thì bây giờ mình kéo xuống mình xem thử ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ kéo xuống, mình sẽ có tổng quan về cuộc thi, sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất là thể lệ cuộc thi ha, phần thứ hai là quy định chung, và phần thứ ba là hướng dẫn cách thức tham gia. Vậy thì làm sao để mình có thể tham gia hợp lệ và không có bị phạm những cái quy định của cái chương trình này, thì mình cần phải đọc vào trong những cái chỗ này ha các bạn ha. Mình phải cần phải đọc vào trong những cái chỗ này để mình có thể biết được thể lệ tham dự cuộc thi như thế nào. Bây giờ cô sẽ bấm vào, cô cho các bạn xem thử cái thể lệ thi ha. Rồi, thể lệ cuộc thi của mình thì sẽ chia làm hai bảng ha. Bảng thứ nhất là dành cho các bạn từ độ tuổi từ 6 tới 11 tuổi, và bảng B dành cho các bạn từ 12 tới 15 tuổi, tức là các bạn từ cái dạng từ độ tuổi từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông ha. Và các bạn có thể đăng ký theo hai hình thức, đó là nhóm hoặc là cá nhân. Cá nhân thì mình sẽ làm một mình, còn nếu nhóm thì bạn sẽ làm tạo một cái nhóm không quá là 3 thành viên, mình chỉ có tối đa là 3 thành viên thôi ha. Rồi sau đó các bạn mỗi nhóm và mỗi cá nhân các bạn tham dự thì chỉ cần có một cái bài thi là được rồi ha, chỉ cần một cái bài thi là được. Rồi vậy thì làm sao để mà mình có thể nộp cái bài thi của mình, thì khi mà các bạn lập trình xong, các bạn hãy lưu lại đúng cú pháp, sau đó các bạn lưu ở trên cái trang công cụ ticketing đó, tức là các bạn đã hoàn thành xong cái bài dự thi của mình. Vậy thì bây giờ mình cần phải biết cái cú pháp để mà mình có thể lưu lại được đúng cái bài của mình ha. Vậy thì cú pháp của mình là gì? Bây giờ các bạn xem thử cú pháp của mình ha. Ở đây mình đang có này, các cái vòng loại nè, thì mình đang ở đợt số 4 ha. Rồi mình đến vòng số 2 thì giải thưởng của các bạn ha, giải thưởng của bạn rất là có giá trị, có thể tổng giải thưởng lên đến 20 triệu đồng lận. Cho nên là các bạn cố gắng ha, mình thật hoàn thành xuất sắc cái dự án của mình, để mình vừa học được kiến thức nè, mình vừa tự làm được một cái game cho mình nè, mời mọi người khác vào chơi. Và bây giờ mình không cần chơi game của người khác nữa, mà mình tự làm cái game đó và mình mời người ta vào chơi game của mình, mà mình còn lại được tiền thưởng nữa, được học bổng nữa đó, rất là nhiều quà tặng ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ liên hệ để ý một chút đến cái phần tiêu chí đánh giá bài dự thi. Rồi vậy thì đối với các sản phẩm dự thi ở vòng loại, tức là mình đang ở đợt 4 đó các bạn, thì mình sẽ có 4 cái tiêu chí. Thì các bạn khi mà các bạn lập trình ha, các bạn cứ follow theo, các bạn cứ quẹt theo 4 cái tiêu chí này để các bạn làm được trọn điểm, nhiều điểm hơn ha. Rồi đầu tiên là tính sáng tạo và phù hợp chủ đề của các bạn Long An, là bạn phải làm những cái game, những cái chương trình về cái quê hương của mình. Còn chủ đề của các bạn Đắk Nông thì bạn làm sao để các bạn thể hiện ra được cái kiến thức của mình, là tìm kiếm tài năng đó, bạn thể hiện ra được hết tất cả cái sáng tạo của mình, cái kiến thức của mình để làm sao tạo được một game hấp dẫn ha. Rồi tiếp theo thì cái game đó sẽ có tính ứng dụng, nó có phù hợp với lại thực tế hay không, nó có giải quyết được những cái bài toán thực tế hay không ha. Rồi sau đó mình sẽ xét đến cái tính thẩm mỹ, tức là cái bài, cái thiết kế của các bạn, cái game của bạn có nó có bắt mắt hay không, nó có hấp dẫn hay không. Rồi các bạn, bạn Huỳnh Huy, bạn không có viết lên trên màn hình nha, các bạn không viết lên màn hình của cô nha các bạn. Rồi ok, bây giờ cô nói tiếp nha các bạn. Về phần kỹ thuật và đánh giá các câu lệnh, tức là về phần lập trình đó, cái game của mình lập trình hoàn chỉnh đó, thì các bạn sẽ có 30 điểm đó, đó là tiêu chí đánh giá của cái vòng loại này của mình ha. Rồi sau khi các bạn vào xong trong vòng loại xong đó, thì các bạn sẽ đến được vòng chung kết. Thì vòng chung kết của mình sẽ có 5 tiêu chí, 5 tiêu chí đó là gì? Tính sáng tạo, tính ứng dụng, kỹ thuật, khả năng thuyết trình. Nếu các bạn có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh thì các bạn có thể được cộng thêm 10 điểm, bởi vì khả năng thuyết trình của mình ha, nên là mình cố gắng vừa học tiếng Anh vừa học lập trình, nó sẽ trở thành những cái kỹ năng quá đỉnh cho một cái bạn học sinh luôn đó, nên cố gắng lên ha. Rồi vậy thì bây giờ làm sao để mình biết được là mình nộp cái, mình
mình ghi cái cú pháp như thế nào thì là hợp lý. À, thì ở đây cô sẽ cho các bạn xem thử là khi các bạn đăng nhập xong đăng nhập nhé. Sản phẩm lực đó, các bạn lưu lại, các bạn lưu lại, các bạn thấy ạ. Sau đó bạn bấm vào thay đổi cái tên ở đây đó, sau đó bấm vào chữ tệp tin và bấm vào chữ lưu bây giờ. Đặt tên cho dự án và chọn tệp tin, ấn lưu bây giờ. Như vậy là dự án của chúng ta đã được lưu thành công rồi. Rồi, tuy nhiên khi các bạn tạo tài khoản xong, các bạn cần phải cập nhật thông tin cá nhân. Các bạn bấm vào chữ cập nhật thông tin cá nhân ha. Các bạn thay đổi toàn bộ tỉnh, quận, tại trường. Các bạn chọn hết cái trường của bạn, chọn hết tỉnh của bạn ở trong đó để mà mọi người biết được cái thông tin của mình thì mình mới đăng ký tham dự đúng cú pháp được ha. Kích chuột vào tài khoản cá nhân, chọn cập nhật thông tin, sau đó điền đầy đủ các trường thông tin bao gồm ngày tháng năm sinh, tỉnh, thành phố, quận, huyện, trường học và cuối cùng là ấn nút cập nhật nhé. Khi kéo chuột xuống bên dưới, tất cả các dự án chúng ta đã tạo đều hiển thị tại đây. Nếu bạn muốn dự án Em yêu Code Kitten tham gia dự thi, hãy nhấp chuột vào dự án này rồi chọn tham gia cuộc thi. Rồi, các bạn nhớ để ý nha, nhấp vào, phải đúng cú pháp nha, nhấp vào rồi chọn tham gia cuộc thi. Chọn đúng cuộc thi mà bạn muốn đăng ký rồi ấn xác nhận tham gia. Như vậy là chúng mình đã đăng ký dự thi thành công rồi. Ngoài ra, chúng ta còn có thể xem các video hướng dẫn lập trình Code Kitten hoàn toàn miễn phí khi click vào phần hướng dẫn. Rồi, ok, thì đó là cái cách để mình làm sao để mình tạo được một cái trang web, một cái tài khoản cũng như là thay đổi tài khoản ha. Bây giờ cô sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào giúp cô ha. Đầu tiên khi các bạn, lát nữa cô sẽ cho các bạn nhiệm vụ đầu tiên ha. Nhiệm vụ này các bạn sẽ bắt đầu thực hiện là gì? Tất cả mọi người khi cô nói bắt đầu, mọi người sẽ bắt đầu thực hiện xem coi ai là người nhanh hơn ha. Các bạn sẽ bắt đầu tạo tài khoản. Rồi, vậy thì các bạn sẽ bấm vào cái trang web cô sẽ gửi cho các bạn ha. Các bạn bấm vào chữ đăng ký. Sau đó các bạn nhập vào đây họ và tên của mình. À, các bạn nhập vào cái ô này. Họ và tên đầy đủ của mình. Cô ví dụ như các bạn sẽ nhập Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B gì đó. Rồi, ví dụ như cô đọc Miss Thảo hay gì đó. Các bạn nhập vào đây, viết chữ vào đây. Sau đó đến cái ô tiếp theo các bạn sẽ thay đổi nó thành số điện thoại. Cái ô dưới là ô số điện thoại nha. Tuy nhiên có một điểm lưu ý đó là mình không có viết cái số 0 đầu tiên nha. Cô ví dụ cho các bạn, ví dụ như số điện thoại của cô là 0123456789. Thì khi cô nhập vào trong này, đó, khi cô nhập vào trong này cô chỉ nhập cái số là gì? 1234567 8, không có cần nhập số 0 ha. Bởi vì cái cộng 84 nó thay thế cho số 0 của mình rồi, mình không cần nhập số 0 đằng trước nữa nha. Rồi, ok, đó là ví dụ cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn ha. Rồi, ok, sau khi các bạn nhập cái số điện thoại xong thì các bạn bấm vào nút đăng ký miễn phí. Các bạn bấm vào nút đăng ký miễn phí ha, để nó sẽ gửi tin nhắn về cho cái số điện thoại các bạn vừa đăng ký á, một cái mã xác nhận OTP. Các bạn sẽ nhập cái mã đó lại vào trong này. Cô ví dụ như thế này đây. Để có thể tham gia dự thi và lưu sản phẩm dự thi, chúng mình cần tạo tài khoản Code Kitten. Ấn nút đăng ký trên góc phải màn hình, điền số điện thoại bố hoặc mẹ, nhập mã OTP được gửi về số điện thoại bố mẹ, sau đó đặt mật khẩu cho tài khoản của mình. Như vậy chúng ta đã đăng ký thành công. Nó sẽ gửi về tin nhắn của mình 6 cái số này thì mình sẽ nhập vào 6 số này nha các bạn. Rồi nhập đúng chính xác nha, nhập liền để mà nó không bị hết hạn. Nếu mà nó hết hạn là nó sẽ mất giá trị, mình phải cần phải gửi tin nhắn lại ha. Sau khi mình nhập xong thì mình sẽ bấm chữ xác thực số điện thoại. Tên tài khoản trên Code Kitten. Sau đó mình sẽ tự đặt mật khẩu cho cái tài khoản của mình. À, mình tự muốn đặt mật khẩu gì thì mình cứ đặt vô đây để mình tạo ha. Sau đó sẽ tạo tài khoản cho mình. Đó. Như này. Sau đó mình sẽ bấm hoàn thành đăng ký. Sau khi hoàn thành đăng ký xong, các bạn vào sửa lại thông tin cá nhân là tên, trường lớp, đang ở thành phố nào, ngày tháng năm sinh và ở huyện nào. Các bạn thay đổi toàn bộ cái thông tin ở trong đó ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cái nhiệm vụ đầu tiên dành cho các bạn là hãy tạo tài khoản. À, nhiệm vụ đầu tiên là hãy tạo tài khoản. À, tạo tài khoản và
đổi tên đúng với lại những gì mà cô vừa mới hướng dẫn nha. Bây giờ cô sẽ gửi vào trong cái phần tin nhắn và bạn các bạn bắt đầu các bạn hãy tạo tài khoản cho giúp cô nha. Rồi, ok. Nhiệm vụ 1, tạo tài khoản. Các bạn sẽ có thời gian là cô sẽ cho các bạn thời gian ha, để xem các bạn tạo tài khoản này. Bạn nào tạo nhanh thì bạn đó sẽ bấm vào cái nút giơ tay giúp cô để mà cô biết. Bạn nào làm xong rồi thì bạn bấm nút giơ tay nha. Rồi, một bạn xong hả? Wow. Rồi, các bạn bấm vào cái đường link của cô để các bạn tạo tài khoản nha. Rồi, cô đang đợi các bạn ha, các bạn bắt đầu nha. Hiện tại có 6 bạn xong rồi nè. Bấm nút giơ tay nha. 9 bạn rồi, cố lên, nhanh lên, nhanh lên. Cô đợi các bạn nha. Nhớ thay đổi họ tên của mình nữa nha, chúc tạo tài khoản, viết số điện thoại xong rồi gửi mã OTP. Rồi, các bạn gửi mã OTP xong rồi thì các bạn đổi mật khẩu để thì cô mới biết được nha. Rồi, ở trong phần trường các bạn chỉnh lại thành bạn anh Huy ơi, Huy đã chỉnh lại thành chỗ thành phố của mình chưa? Chỗ thành phố mà con đang ở. Chỉnh cái thành phố mà mình chỗ địa phương mà mình đang ở nha. Rồi. Rồi bạn nào xong rồi bấm nút giơ tay, không cần nhắn vào phần chat đâu, các bạn cứ bấm nút giơ tay là cô thấy được ha. 11 bạn xong rồi. Bạn nào xong rồi bấm nút giơ tay nha. Bạn nào tạo tài khoản xong rồi bấm nút giơ tay, có tài khoản rồi, đổi tên của mình nha, thay đổi tên trường lớp luôn. Như vậy mới tính là xong nha. Còn nếu mà các bạn tạo xong mà các bạn chưa đổi tên thì nó vẫn thì nó không có nha. Thì nó sẽ không có không có tính là hợp lệ nha, là chưa làm xong đó. Các bạn dùng điện thoại vẫn được nha, các bạn dùng điện thoại vào trang web cô gửi vẫn được nha, vẫn tạo tài khoản được nha. Rồi các bạn tạo một chút, cô uống nước một chút nha. Rồi,
Mới có 13 bạn xong à, còn bạn nào nữa? Rồi rất là nhiều bạn chưa xong rồi các bạn ơi, các bạn đã tạo xong chưa nào? Xong chưa? Ồ, 16 bạn rồi. Đúng rồi. Good job 17 bạn đó. Tạo xong nhớ bấm nút vô tay để cô biết là bạn đã xong nha. Nhớ thay đổi tên của mình nha các bạn, thay đổi tên đúng cú pháp nha. Họ và tên, thay đổi trường lớp của mình ha. Rồi, bây giờ cô sẽ đợi đến khi khoảng có một nửa số bạn giơ tay thì cô sẽ mình sẽ chuyển đến phần tiếp theo nha các bạn. Cố gắng lên, cố gắng lên. Cái nút giơ tay ở đâu hả? Các bạn thấy vào cái hình mặt cười á, có dấu cộng á, các bạn bấm vô xong các bạn nó có chữ raise hand á, các bạn là giơ tay lên. Rồi, bạn nào mà không thấy tỉnh của mình ở trong đó thì các bạn nhắn cho cô nha. Các bạn nhắn cho cô là trường các bạn ở tỉnh nào để cô có thể bổ sung lên nha. Bạn nào mà không thấy trường của mình thì bổ sung thì nhắn cho cô để cô bổ sung nha. Nhập ngày sinh luôn nha các bạn, nhập ngày sinh luôn nha. Rồi, à, good job, wow, hiện tại một nửa số bạn đã tham dự được, đã tạo được cái tài khoản của mình rồi đúng không? Rồi, rất là tốt, ok. Bây giờ cô sẽ chuyển qua phần tiếp theo nha các bạn. Rồi, vậy thì sau khi mà mình tìm hiểu về cái cuộc thi của mình ha, cuộc thi của các bạn ở Long An nè. Đây là cuộc thi của các bạn ở tỉnh Long An, đây là cuộc thi của các bạn ở tỉnh Đắk Nông ha. Thì các bạn sẽ, cô sẽ, hôm nay cô sẽ đến phần rất là hấp dẫn dành cho các bạn ha, là mình sẽ cùng nhau khi mà mình có tài khoản rồi ha các bạn, thì mình sẽ có thể mình vào xem được những cái dự án của các bạn khác, cũng như là mình lấy những cái ý tưởng ha để mình thực hiện. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào đây, để các bạn xem thử cái thao tác của cô nha. Rồi, thao tác của cô như sau. Bây giờ các bạn bấm vào cái trang Copy tên. Khi các bạn đăng nhập hoàn thành công á thì nó sẽ có cho mình cái tên của mình ở đây. Đó, tên các bạn đặt á. Rồi, nó sẽ có ở đây. Thấy chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ bấm vào chữ dự án nè. Đó. Ở đây có rất là nhiều những cái dự án hay, những cái trò chơi đã được tạo, đã được làm ra để cho tất cả mọi người cùng chơi với mình ha. Rồi, đây là dự án Việt Nam của tôi các bạn, cái dự án Việt Nam của tôi là cái dự án có thể mang tính lịch sử, giới thiệu Việt Nam cho toàn thể thế giới được biết nè. Đó, các bạn có thể xem ở trên chỗ này ha.
Ngoài ra còn có những cái game về toán nè, về tiếng Anh nè, về những cái môn thể thao cho mình nữa. Rồi, vậy thì các bạn sau cái buổi học ngày hôm nay thì các bạn có thể vào đây để các bạn có thể chơi thử những cái game này của mình ha. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mình bắt đầu vào cái phần lập trình của mình ngày hôm nay. Rồi, bây giờ hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài code mẫu để các bạn nhìn theo, các bạn quan sát và các bạn hãy hiểu cái cách đó, cách thức nó thực hiện như thế nào ha. Từng câu lệnh một, những cái cách thức làm sao để ra được cái câu lệnh như thế ha. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn bấm vào chữ bắt đầu ngay giúp cô ở ngay cái tế bên cái tên của mình á, bấm vào chữ bắt đầu ngay thì nó sẽ hiện lên một cái trang như thế này. Rồi, hiện tại ở đây thì khi mình bấm bắt đầu thì nó sẽ có như thế này nè các bạn. Đó. Vậy thì khi mà mình lập trình mà mình gặp khó khăn á thì các bạn sẽ bấm vào chữ hướng dẫn ở trong cái hình bóng đèn á, bấm vào chữ hướng dẫn. Ở đây sẽ có rất là nhiều những cái hình, những cái clip hướng dẫn cách để mình làm game, làm những cái chương trình đó ha, hướng dẫn cách để thực hiện. Rồi, ok, đó rất là nhiều cách để mình làm ha. Ví dụ như cách câu lệnh nói làm sao để ẩn làm sao, và câu lệnh nào là câu lệnh lướt đi đó, thì các bạn vào trong này để các bạn học ha, bạn tìm hiểu. Rồi, bấm vào chữ hướng dẫn là được ha các bạn. Vậy thì bây giờ cô đang có một cái bài mẫu, cô đang hướng dẫn cho các bạn hôm nay một cái bài mẫu. Bài này các bạn sẽ lập trình làm sao để cho cái nhân vật, một cái nhân vật đi theo hướng chuyển động của mình, và một cái nhân vật thì nó sẽ tự động di chuyển ở trên màn hình. Rồi, bây giờ thì cô sẽ thử cho các bạn xem nha. Bây giờ ở trên màn hình của cô đây, cô sẽ mở thử phóng to lên. Rồi, các bạn ơi, các bạn không sử dụng bất cứ một cái công cụ nào để vẽ lên trên màn hình để cho các bạn khác cùng quan sát được màn hình nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn thử ha, khi cô bấm bắt đầu nè. Đó, nhiệm vụ của bạn là gì? Các bạn hãy đem cái chiếc phi thuyền này đi ra thật xa. Oh no, đi ra thật xa cái con monster này của mình ha. Bởi vì game của mình là game gì? Escape the monster, đúng không? Thì mình phải làm sao để đi nhanh ra khỏi cái con monster này để nó không có dí cho mình ha các bạn. Đó, cái game đây là cái game của mình, mẫu của ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao để cho một cái nhân vật đi theo con chuột và một cái nhân vật có thể tự động bay qua bay lại, di chuyển lung tung ở trên cái màn hình của mình liên tục. Rồi, vậy thì ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ nhất, bước đầu tiên mình cần phải thêm nhân vật, mình cần phải tạo nhân vật, đúng không nào? Rồi, vậy thì tạo nhân vật bằng cách nào đây? Các bạn quan sát thao tác của cô nha. Khi các bạn bấm vào chữ bắt đầu ngay á, thì nó sẽ hiện lên một cái chương trình giống như thế này nè. Các bạn bấm vào cái ô dấu cộng ở đây, đó, bấm vào đây. Nó chờ có hiện lên một cái hình con mèo có dấu cộng bên đầu đó các bạn. Đó, nó sẽ hiện chữ chọn một nhân vật, các bạn click vào ha. Có rất nhiều nhân vật có sẵn và rất đẹp cho các bạn để các bạn lựa chọn luôn. Đó, các bạn chọn tìm kiếm một cái nhân vật nào các bạn yêu thích. Bất cứ một cái nhân vật nào mình thích ha. Rồi, sau khi các bạn chọn xong thì các bạn bấm vào cái nhân vật đó, nó sẽ hiện lên trên màn hình của mình thôi. Cô ví dụ như cô chọn một cái cô chọn thử một cái bạn nhỏ này đi nha. Cô chọn thử một cái bạn học sinh này đi, học nam sinh. Cô click vào nè các bạn. Đó, bạn nam sinh sẽ hiện ra lên trên màn hình của cô. Tuy nhiên bạn này đang quá to, quá khổng lồ, thì cô sẽ muốn thay đổi kích thước, cô phải làm sao đây? Cô phải bấm vào cái chữ kích thước ở đây nè các bạn. Cô đổi lại ha, khoảng 30 cho bạn nhỏ nhỏ lại thôi. Đó, đó các bạn, hiện tại bây giờ mình sẽ có 3 nhân vật. Các bạn muốn thêm nhân vật nào, các bạn cứ bấm vào đây, các bạn chọn nhân vật mình muốn thêm vào là được ha. Rồi, cách để xóa nhân vật nếu mà mình lỡ thêm mà mình không thích hoặc là mình muốn xóa đi thì làm sao? Các bạn click vào cái nhân vật đó, nó sẽ có một cái ô thùng rác nè, các bạn bấm xóa là xong. Đó, bây giờ cô muốn hướng dẫn thêm một cái thao tác nữa là giúp cho các bạn thay đổi hình nền của cái game ha. Ví dụ như các bạn không muốn game về ở ngoài cái không gian, ở ngoài cái vũ trụ, mình muốn thay đổi một cái hình nền khác, thì cô bấm vào cái hình này, cô chọn dấu cộng. Rồi, cô chọn thử một cái hình đó, rất là nhiều hình đẹp luôn, hình thành phố, hình đồi núi, hình bãi biển, rồi hình sân vận động nè,
Đó, rồi hình nông trại, hình Nhật Bản, hình rạp chiếu phim, rất là nhiều hình luôn. Các bạn sẽ chọn thử ha. Cô sẽ chọn thử một cái hình. Cô thử cho hai bạn này đang vui đùa ở trong một cái lớp học đi. Okay. Đấy, mình chỉ cần click vào là nó đã thay đổi cho mình rồi. Bây giờ thì hai bạn này đang chơi ở trong lớp học nè. Đó, thấy chưa nào? Vậy thì bây giờ các bạn có thể chọn tự chọn cho mình nhân vật và tự thay đổi hình nền cho mình được rồi ha. Rồi, vậy thì bây giờ đối với nhân vật di chuyển theo con chuột thì các bạn sẽ phải như thế nào đây? Đối với nhân vật di chuyển theo con chuột thì các bạn sẽ cần phải có những câu lệnh như sau. Các bạn quan sát ha. Rồi, những cái câu lệnh của mình đây này. Đó, cô bấm phóng to lên để mọi người cùng nhìn thấy ha. Khi cô bấm vào cái nút xanh bắt đầu, tức là cái nút này nè các bạn. Đó. Và cô muốn cho cái đối tượng của cô, cái nhân vật phi thuyền của cô, cái tên lửa này nè, nó có thể di chuyển về cái hướng con chuột, tức là con chuột cô hướng hướng nào thì cái phi thuyền nó sẽ hướng theo hướng đó ha. Vậy thì cô sẽ sử dụng lệnh hướng về phía đối tượng đó là con trỏ chuột. Rồi, ở đây có thể có những cái đối tượng khác các bạn muốn chọn nào cũng được ha, hoặc là nó tự động hướng về cái con monster đó cũng được. Đó. Vậy thì cái thao tác làm sao để kéo những cái câu lệnh này ra các bạn? Các bạn bấm vào cái chữ sự kiện nào, các bạn nhấp vào kéo câu lệnh ra. Đó. Ví dụ như liên tục là các bạn kéo ra, ghép vô. Đó. Ví dụ mình muốn như cái câu lệnh những cái hành động nào được lặp đi lặp lại liên tục thì các bạn cầm cái lệnh đó, các bạn bỏ vào trong cái lệnh liên tục. Cầm cái câu lệnh di chuyển, cô muốn di chuyển hướng đến đúng không? Cô muốn hướng đến đối tượng. Lặp lại liên tục thì cô bỏ vào trong cái lệnh liên tục. Đó. Tương tự như vậy các bạn cũng sẽ làm cái lệnh di chuyển và lệnh đợi. Vậy thì trong cái phần lập trình thì nó sẽ đi theo từng bước một nha các bạn. Từng bước một tức là như thế nào đây? Tức là nó sẽ đi theo từng bước. Số 1 là đầu tiên khi bấm vào lá cờ trước. Đó. Xong khi bấm lá cờ xong nó sẽ mới bắt đầu hoạt động trong cái phần này. Đó, cái phần liên tục này từ trên xuống dưới. Nó sẽ lặp lại việc đầu tiên đó là việc hướng về phía đối tượng. Đầu tiên nó sẽ làm về cái này trước. Này xuống đó, đầu tiên nó làm cái này xong thì nó mới bắt đầu di chuyển tiếp theo, xong rồi nó mới bắt đầu đợi đợi 0,01 giây, xong nó lại quay trở lại cái vị trí, quay trở lại cái vị trí đầu tiên để mà đây. Sau đó nó sẽ tự, sau khi đợi xong ha, nó sẽ quay trở lại vị trí này để nó tiếp tục làm tiếp đó, thấy không? Vậy thì rất là nhiều cái cách để mà mình lập trình, các bạn có thể lập trình tùy theo cái mong muốn của các bạn. Tuy nhiên cái cách thức mà nó thực hiện thì nó sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới như thế ha. Rồi, đây là code mẫu, đây là cái lập trình mẫu dành cho cái nhân vật muốn đi theo con chuột. Vậy thì nếu mình muốn cho con vật không di chuyển theo con chuột mà tự động đi thì mình sẽ lập trình như thế nào? Đây, nếu muốn cho cái nhân vật tự động đi thì mình sẽ lập trình đây. Các bạn sẽ cần phải lập trình làm sao cho nó tự động di chuyển ở trên cái màn hình. Đó, mình không có cần phải dùng cái lệnh hướng theo con trỏ chuột nữa các bạn ha. Mình sẽ dùng cái câu lệnh là liên tục di chuyển, và mỗi lần di chuyển bạn nhìn nè, mỗi lần di chuyển là nó lại nhích, nó lại xoay đi, nó lại xoay đi. Đó. Còn cái con tên lửa thì nó lại đi theo cái mũi tên của cô, mũi tên của cô hướng đi đâu thì nó sẽ đi theo đó. Đó các bạn thấy ha. Đó, đó. Còn cái con monster này nè các bạn nhìn ha, khi mà nó đến cái cạnh của cái màn hình nó sẽ tự nhiên bật ra, bởi vì mình có câu lệnh là bật lại nếu chạm vào cái cạnh nè, đó thấy chưa, bật lại nếu chạm vào cái cạnh đó, thấy chưa nào. Rồi mình có cái câu lệnh là khi nào mà nó bật lại cái cạnh xong thì nó sẽ quay trở lại tiếp tục di chuyển và xoay, xong rồi đợi, xong rồi bật lại, xong rồi xoay rồi đợi rồi bật lại, bởi vì nó đang nằm trong cái vòng lệnh di chuyển này nè các bạn. Rồi như vậy thì rất là đơn giản để mình lập trình được cho hai cái nhân vật của mình ha, tên lửa đi theo con chuột và quái vật thì nó tự động di chuyển lên màn hình của mình, được chưa nào? Rồi vậy thì hiện tại các bạn hãy thay đổi được cái tên của mình rồi nè, rồi sau đó các bạn thay đổi được cái hình nền rồi nè, các bạn có thể sử dụng những cái code mẫu của cô để các bạn lập trình giống cô để tạo nên được một cái game của mình ha. Thì đây là một cái buổi cô hướng dẫn cho các bạn cách thức để làm sao mình thực hiện được một cái dự án mình ghép các câu lệnh vào như thế nào ha. Rồi vậy thì muốn lưu lại thì các bạn sẽ lưu làm sao? Đầu tiên ha, khi mà muốn lưu lại các bạn sẽ thay đổi tên trước, nhớ thay đổi tên đúng cú pháp nha. Cô ví dụ như
Bạn nào ở Long An thì các bạn sẽ nhấp vào tên chữ Long An đó, các bạn ghi vào chữ Long An. Sau đó các bạn gạch dưới, các bạn đặt tên là quê hương chẳng hạn. Ví dụ tên các bạn đặt cái tên dự án đó là quê hương chẳng hạn thì các bạn ghi vô chữ quê hương. Nếu bạn nào ở Đắk Nông thì các bạn sẽ viết chữ Đắk Nông rồi gạch dưới. Đó, xong rồi đặt tên vô đây, ví dụ như là tên là chú mèo máy. Đó, các bạn viết vô đây. Sau khi mà các bạn viết đặt tên xong ha, các bạn sẽ bấm vào chữ đặt tên. Các bạn chọn Blue bây giờ, các bạn chọn chữ Blue bây giờ đây nè các bạn. Rồi, sau khi nó chọn Blue xong thì các bạn bấm vào tên của mình. Các bạn kéo xuống phía dưới. Đó, các bạn sẽ thấy được, các bạn sẽ nhìn thấy được cái dự án của mình vừa mới Blue. Đây nè các bạn. Đó, Đắk Nông chú mèo máy nữa thấy không? Rồi, nhiệm vụ của bạn là gì? Các bạn hãy vào cái dự án này, sau đó các bạn nhập vào đây, lượt giới thiệu làm sao để chơi nè, cách chơi như thế nào. Rồi, tại sao các bạn làm game như thế này, các bạn mong muốn điều gì, những cái ý nghĩa của game các bạn viết hết vào đây. Ví dụ như xin chào mọi người, cách chơi như thế nào đó, các bạn viết hết ra đây để mọi người tập được cái game đó của các bạn ha. Rồi, sau đó người ta sẽ chơi được cái game của các bạn. Các bạn bấm vào cái chữ tham gia cuộc thi ở đây nè. Đó, bạn nào muốn tham gia cuộc thi bấm vào cái chữ tham gia cuộc thi ở đây nữa nha. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái dự án của mình và cách thức để mình có thể xem được những cái bài hướng dẫn nè, bấm vào chữ hướng dẫn, cách để lưu bài đúng cú pháp nè, cũng như là thay đổi những cái mô tả về cái game, cách chơi, viết tên lên trên đó ha. Thì nội dung hôm nay các bạn đã cùng nhau tìm hiểu và luyện thi một số cái cách để mà thực hiện được cái dự án của mình. Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Khi các bạn lập trình mà gặp khó khăn, ví dụ như những lúc đó thì các bạn không thể vào học cùng với cô luyện thi được, không phải học cùng với Miss Thảo được, các bạn cần phải làm sao? Vậy thì lúc này cô sẽ cho các bạn một cái group Facebook ha. Các bạn vào trong cái group Facebook này, các bạn hãy đặt ra những cái câu hỏi cho cô, cho các thầy cô ở trong này. Cái group này sẽ giúp cho các bạn ha, ngoài học lập trình, các bạn còn có thể học về AI, học về Minecraft, học về Roblox đó. Rồi, đây là cái group để các bạn học nhiều cái bộ môn ngoài cái trang Roblox ha. Cô sẽ gửi ra, còn có một cái trang web nữa cô muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cái trang web mà giúp cho các bạn ha, có thể khi gặp khó khăn trong cái vấn đề về lập trình trong lúc cuộc thi á, thì các bạn sẽ hỏi cô sẽ nhắn các bạn sẽ đăng lên cái group đó ha, và các thầy cô sẽ hướng dẫn trả lời cho mình những cái phần đó ha, cô sẽ gửi vào trong cái phần chat đó, các bạn thấy ha. Rồi, đây cô mở lên cho các bạn xem. Đây chính là một cái group rất nhiều các bạn gặp khó khăn. Oh no, sorry mọi người. Oh, sorry. Đây cô sẽ gửi vào trong cái cô sẽ gửi vào trong cái phần này cho các bạn ha. Đó. Các bạn vào cái trang cao thủ lập trình lập trình robotics nè, có rất là nhiều bạn đang hỏi trên này đó, gặp khó khăn gì các bạn cứ hỏi trên này hết nha, cứ nhắn tin hỏi cô thì cô sẽ các thầy cô sẽ giúp mình trả lời làm sao để mình làm thực hiện được ha. Rồi, cô có gửi tin nhắn thì các bạn hãy bấm vào đó để các bạn tham gia vào cái group của mình nha. Rồi, tất cả mọi người nhớ tham gia group để mà đặt câu hỏi cho các thầy cô khi mà mình gặp khó khăn nha các bạn. Rồi, vậy thì hôm nay mình đã cùng nhau trải nghiệm, mình đã cùng nhau tìm hiểu và cái cách để mình lập trình như thế nào rồi đó. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn ha, và cô rất là mong chờ những cái sản phẩm dự thi của các bạn cố gắng ha, tham dự lập trình rất là lập trình nhiều lên để tham dự cái cuộc thi của mình ha. Cô chúc các bạn có những cái dự án rất hay nè và được lọt vào vòng chung kết nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự buổi học của cô ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các